Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có buổi tiếp Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam Santanu Charabosy đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu về những tiềm năng lợi thế cũng như định hướng phát triển của thành phố thời gian đến. Qua đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố đề nghị ADB hỗ trợ và hợp tác với Đà Nẵng về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng, hỗ trợ cho thành phố các khoản vay ODA do chính phủ bảo lãnh để Đà Nẵng tiếp tục phát triển kinh tế xã hội trở thành đô thị lớn là trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á đến năm 2045. Đồng thời kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp này. Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam Santanu Chakaboti nhận định, Đà Nẵng là thành phố trẻ năng động và hiện đại, là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung Tây Nguyên, có nhiều ưu thế trong việc thu hút vốn đầu tư FDI. Ông Satanu Charaboti cho biết, mục tiêu sắp tới của ADB là hỗ trợ cho Đà Nẵng về lĩnh vực biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển tăng trưởng kinh tế xanh, đồng thời cho biết hai bên đã có mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp trong thời gian qua và khẳng định sẽ hỗ trợ Đà Nẵng trong những lĩnh vực mà hai bên cùng nhau trao đổi